Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì đã có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và được khách chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu đúc theo kiểu tầng lấn ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng kính cường lực 10 ly. Và phía bên ngoài mình có những cái mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và với một cặp nhà vừa mới được hoàn thiện xong, căn phía bên tay phải căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy và căn phía bên tay trái thì không có thang máy. Và hai căn nhà này thì đang có giá 11 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và với con đường thông ở phía trước căn nhà rộng lên đến 10m, hai bên có vỉa hè thuận tiện những nhà mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà, một cặp nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, và mình có con đường phía trước căn nhà mình là một con đường thông rộng lên đến 10m, và chỉ cách công viên phía bên ngoài cũng như trục đường chính phía ngoài tầm cỡ khoảng độ 40m là mình sẽ ra một cái công viên của một cái khu phố công viên rất là rộng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng về một căn nhà, và chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong. Thì phía ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng hơn 1m để mình để giày dép cũng như di chuyển vào bên trong. Mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Như khoảng sân này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60 1m2, và hai bên tường cũng được cánh chịu nhà ốp cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Phía trên cũng được lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và đây là khu vực khoảng sân ở phía ngoài để mình để xe gắn máy. Và tiếp đến thì mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong, cửa bốn cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và bên trong là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tầng lấn ngược. Phía bên trong là khu vực không gian phòng khách, và phía bên ngoài là khu vực gara để xe hơi. Và bên trên tầng lửng căn nhà mình thì được các chị chủ nhà thiết kế phòng bếp, đã được các chị chủ nhà di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà mình thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60m2. Hai bên tường mình cũng được ốp gạch đá bóng kính 61m2 cao lên kín tường, và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như khu vực gara để xe hơi. Khu vực ở dưới tầng trệt thì chỉ có đổ bê tông, thì gia đình mình để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Và di chuyển vào bên trong một chút là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế nhà vệ sinh, mình có một cái nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe hơi. Và đối diện với lại nhà vệ sinh thì mình có những mảng tường được ốp nhựa hoa văn trang trí rất là đẹp, và những cái mảng cây cũng như được các chịu nhà trang trí. Và di chuyển ra khu vực phía sau thì sẽ đến với khu vực không gian phòng khách căn nhà. Và với căn nhà mình thì đã được các chịu nhà sắm full nội thất tặng kèm. Thì khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chịu nhà để lại hết cho khách hàng. Bên trong không gian phòng khách mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi và tivi tặng kèm. Phía sau thì mình sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng khách nhìn từ bên trong ra bên ngoài của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế rất là đẹp nằm trong khu phân lô nhà lầu. Khu này thì mình có tới khoảng 300-400 căn nhà. Và khu phân lô đường thông, đường bàn cờ và gần với lại công viên của phường 14, chỉ cách công viên phường 14 tầm cỡ khoảng độ 30-35m thôi. Và với con đường thông ở phía trước căn nhà thì thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty.
cũng như kinh doanh buôn bán, và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Để di chuyển lên khu vực không gian phòng bếp của căn nhà thì khách hàng tham quan về một căn nhà đẹp và chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà, đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và anh chị mình cũng mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và đây là khu vực không gian phòng bếp tầng lửng của căn nhà. Thì bên trong không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ghế bàn ăn 6 ghế tặng kèm. Cũng như mình có thêm một cái quầy bar và tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ an cường và mặt đá hoa cương. Phía trước thì mình sẽ có một bộ cửa lùa 4 cánh mở ra khoảng sân ở phía bên ngoài. Được anh chị sắm cho mình có một bộ bàn ghế ở phía bên ngoài, cũng như những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, có một cái quầy bar ở khu vực không gian phòng bếp. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại, kiến trúc mới năm 2023 và nằm tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 14 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại chợ đêm Hạnh Thông Tây, nhà thờ Hạnh Thông Tây và công viên làng hoa. Thượng Tính Hà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với khu nhà lầu đồng bộ, khu phân lô. Khu này thì phân lô lâu lắm rồi cho nên là chỉ còn sót lại một vài lô đất, cũng như là hôm nay được anh chị chủ nhà xây dựng. Và với hai căn nhà, một căn được thiết kế có thang máy thì đang có giá là 12 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng, và một căn nhà thiết kế không có thang máy thì chỉ có giá 11 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng, là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong hai căn nhà. Một căn có thang máy và một căn không có thang máy thì giá sẽ mềm hơn. Và đây là căn nhà không có thang máy và chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng còn thương lượng mạnh, là quý nhà đã sở hữu cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm. Và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại, kiến trúc mới năm 2023, thuận tiện quý hàng mua ở và mở phòng công ty và kinh doanh buôn bán. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, không gian phòng ngủ lầu 1 mình sẽ có tủ quần áo 4 cánh lớn và kệ để tivi, như nhà vệ sinh thì căn nhà mình được thiết kế có bồn tắm nằm cũng như vòi tắm sen thuyền, vách ngăn tấm kính và hệ thống lavabo bàn cầu cũng như là gương soi. Và phía bên ngoài hành lang cầu thang căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế rất là rộng và có gắn thêm cho mình có kệ để những cái bình hoa trang trí và những cái bức tranh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng ngủ của căn nhà phía sau, thì mình cũng được cái chịu nhà full nội thất tặng kèm. Mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Và phía sau căn nhà mình sẽ là không gian nhà vệ sinh, được anh chịu nhà thiết kế rất là đẹp và rất là rộng cũng như rất là thoáng mát. Với không gian nhà vệ sinh ở phía sau căn nhà được anh chị thiết kế cũng như hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen thuyền, vòi sen tấm massage và được gỗ gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Nếu khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoa Hàng đi xem một cặp nhà. Một căn được thiết kế có thang máy và một căn thì không có thang máy. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà không có thang máy để gửi đến cho nhà. Và video lần trước thì nhà đất Hoàng Tiến đã quay căn nhà bên cạnh có thang máy để gửi đến cho khách hàng. Và với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, còn có con đường rộng lên đến 10 mét, thuận tiện khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Quý khách hàng đang xem video như đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật quý khách hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ.
Và trên kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau để khách hàng tham quan cũng như lựa chọn. Và đặc biệt của căn nhà mình thì được thiết kế có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm và có máy tập thể dục, và đặc biệt thì hai phòng ngủ phía trước mình có thêm hai cái bồn tắm nằm để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Và với căn nhà được thiết kế có 4 phòng ngủ chính thì đã được các chị nhà full nội thất đầy đủ 4 phòng, cho nên khi nào mua căn nhà này thì mình không phải tốn tiền để sắm nội thất, và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà để được các chị nhà sắm sẵn để tặng kèm cho quý nhà. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh phía sau căn nhà, và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m, và được cái chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Cũng đang sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, phòng sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Rồi mình vừa trải qua không gian 4 phòng ngủ chính của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên là khu vực sân thượng căn nhà. Phía trước mình sẽ có một cái phòng thờ rất là rộng, được anh chị nhà thiết kế cho mình có một bộ cửa 4 cánh để mở ra cái khoảng sân ở phía trước của căn nhà để mình vui chơi và hóng mát, cũng như mình có những cái mảng cây xanh trang trí. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng và những cái lam sắt được anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có nhu cầu mình có thể vui chơi hóng mát và trồng cây thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và di chuyển ra khu vực phía sau, mình sẽ đến với lại khoảng sân để mình phơi đồ và một cái phòng tắm xông hơi, với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý khách nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình thì Nhà đất Hoàng Tiến có hàng đi xem. Và đây là khoảng không gian cũng như là khoảng sân để mình phơi quần áo và di chuyển vào bên trong. Mình sẽ đến với là khu vực không gian nhà vệ sinh có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, được anh chủ nhà thiết kế rất là đẹp và được có gạch đá cao đến kín tường, rất là thoáng và rất là mát. Thì các bạn đang xem video như cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại với gia đình mình, nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để khách hàng sở hữu cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với một cặp nhà được thiết kế có thang máy và chỉ với giá 11 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì khách hàng đã sở hữu cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ cầm tay, và mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Rồi video Nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.